Cho con hỏi, con chó đẻ một con người ta bảo phải ném qua nóc nhà, con thấy việc ấy ác quá. Người ta nói nhiều trường hợp ném vậy mà nó không chết còn dễ nuôi, chứ để yên là nó sẽ chết sớm. Sư cho con hỏi quan điểm dân gian này có đúng hay không? Xin thưa là cái trường hợp á, ném mà nó không chết thì dễ nuôi, thì đương nhiên rồi. Tại vì những trường hợp mà nó khó nuôi chúng ta ném chết hết trơn rồi. Nè, nó chỉ đơn giản vậy thôi, có nghĩa là cái con nào mà nó chúng ta ném đó đó, coi như là mình ném nó đó mà nó nó không chết đó thì là nó sống. Thì cũng y như là cái chuyện là hôm nay nếu mà trời không nắng thì là nó sẽ mưa, mà nếu hôm nay trời mưa thì nó sẽ không có nắng. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Nếu mình quăng con chó mà nó không chết thì nó sẽ sống, còn quăng con chó mà nó chết thì chắc chắn là nó không có sống. Thành ra đó, cái quan điểm dân gian này thì nó chất quất, chỉ đơn giản vậy thôi. Giống như là cái bài thơ mà dân gian đó hả: số cô chẳng giàu thì nghèo, mồng 30 Tết thịt treo trong nhà. Số cô có vợ có cha, mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông. Số cô có vợ có chồng, sinh con đầu lòng chẳng gái thì trai. Đấy, cho nên là những cái kiểu đó là những cái kiểu chất quất ha.